Biểu đồ nến, hay còn gọi là biểu đồ nến Nhật. Đây là loại biểu đồ có nguồn gốc xuất phát từ Nhật Bản, được các nhà đầu tư sử dụng nhiều nhất và là yếu tố quan trọng nhất trong việc đánh giá hướng đi của thị trường. Thân nến là thành phần lớn nhất, được tô màu biểu trưng cho sự tăng giảm của giá. Bóng nến là hai que nhỏ nằm ở trên và dưới thân nến. Đỉnh của mỗi bóng nến được tượng trưng cho giá cao nhất và thấp nhất trong một phiên giao dịch. Tương ứng với giá vào giờ mở cửa và giá vào giờ đóng cửa, thể hiện ở hai đỉnh của thân nến. Với thân nến tăng có màu xanh, thì giá mở cửa nằm ở dưới, giá đóng cửa nằm ở trên. Với thân nến màu đỏ thì ngược lại. Các mô hình nến Nhật cơ bản. 1. Mô hình nến Snipping Top hay còn gọi là con xoay. Với đặc điểm nhận dạng là thân nến nhỏ, bóng trên và dưới đều dài. Ý nghĩa của mô hình nến Nhật Snipping Top. Khi thị trường mở cửa, cả phe mua và phe bán đều cố gắng giành quyền kiểm soát. Điều này dẫn đến bóng nến trên và dưới dài. Nhưng vào cuối phiên, không phe nào có được ưu thế, dẫn đến thân nến nhỏ. Tóm lại, nến Snipping Top cho thấy sự biến động đáng kể trên thị trường. Áp lực tranh giành quyền kiểm soát giữa phe mua và phe bán nhưng không có bên nào rõ ràng chiến thắng. 2. Mô hình nến Marubozu. Đặc điểm nhận dạng, đây là một cây nến rất to với thân nến lớn, không có bóng nến hoặc bóng nến rất nhỏ. Nến Marubozu tăng thì cho thấy phe mua kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ đầu đến cuối, còn nến Marubozu giảm cho thấy phe bán kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ đầu đến cuối. Nến Marubozu đánh dấu cho xu hướng đi lên hay đi xuống của thị trường. 3. Nến Nhật Hammer và Hanging Man hay còn gọi là nến búa. Đặc điểm nhận dạng của nến này là thân nến nhỏ, bóng nến trên rất nhỏ hoặc không có, bóng nến dưới dài. Ý nghĩa của hai nến này cho thấy sắp có một xu hướng đổi chiều. Nến Hammer thì sẽ xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm, cho thấy sự đảo chiều tăng sắp diễn ra. Còn ngược lại, đối với nến Hanging Man hay còn gọi là nến người treo cổ thì sẽ xuất hiện ở một đỉnh của xu hướng tăng, cho thấy chúng ta sắp có sự đảo chiều giảm. 4. Mô hình nến Investor Hammer và Shooting Star. Giống như tên gọi thì nến Investor Hammer sẽ có hình dạng xoay ngược lại với nến Hammer. Với đặc điểm nhận dạng là thân nến nhỏ, bóng nến dưới rất nhỏ hoặc không có, bóng nến trên dài. Hai mô hình nến này cũng mang tín hiệu đổi chiều của thị trường nhưng không chắc chắn bằng nến Hammer và Hanging Man. Lý do là bóng nến trên dài nhưng giá lại thấp khi đóng cửa và chứng tỏ là thị trường vẫn còn đang cạnh tranh căng thẳng, cần theo dõi ở các tín hiệu phiên sau. Nến Investor Hammer xuất hiện ở một xu hướng tăng thì có thể đó là sự báo hiệu cho một đảo chiều giảm. Còn ngược lại, nến Shooting Star sẽ xuất hiện ở một xu hướng giảm thì đó có thể là sự báo hiệu cho một đảo chiều tăng. 5. Mô hình nến Doji. Đặc điểm nhận dạng của nến Doji là có giá mở cửa trùng hoặc rất gần với giá đóng cửa. Ý nghĩa của nến Doji cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Cả phe mua và phe bán đều không thể giành quyền kiểm soát và kết quả cơ bản là một trận hòa, cho thấy xu hướng lưỡng lự trung lập. Tuy nhiên, nến Doji cũng có hai biến thể khác với ý nghĩa khác nhau. Thứ nhất, nến Dragonfly Doji. Không giống như một cây nến Doji thông thường với giá mở cửa và đóng cửa gần như ở giữa cây nến, Dragonfly Doji lại có giá mở cửa và đóng cửa gần như là cao nhất trong phiên. Khi mà gặp cây nến này, cho thấy phe mua từ chối giá thấp hơn khi mà tăng áp lực mua vào cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch. Qua đó cho thấy phe mua đang có lợi thế hơn khi bước qua phiên giao dịch sau. Biến thể thứ hai là Greystone Doji. Đặc điểm nhận dạng là có giá mở cửa và đóng cửa cùng là giá thấp nhất trong phiên. Khi mà gặp cây nến này, cho thấy phe bán từ chối giá cao hơn khi mà tăng áp lực bán ra cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch. Qua đó mà thấy phe bán đang có lợi thế hơn khi bước qua những phiên giao dịch sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của ESG, cộng đồng siêu cổ phiếu Việt Nam. Like và subscribe kênh để ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video mới nhé.